Đến nay, nhiều khu vực sản xuất lúa trong tỉnh, nhất là ở khu vực Đồng Tháp 10 đang bước vào thời kỳ thu hoạch lúa trong xuân 2021-2022. So với những vụ mùa trước, vụ đông xuân này, người trồng lúa đối mặt với nhiều khó khăn. Ngay từ đầu vụ, giá vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng lên gấp 2-3 lần, chi phí sản xuất tăng gần 1,5 triệu đồng một công so với trước. Tuy giá lúa trên thị trường hiện nay có nơi tăng lên chút ít, lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.875 đồng một ký, giá bình quân là 5.438 đồng một ký, tăng 221 đồng một ký, nhưng người nông dân vẫn không có lãi hay lãi ở mức rất thấp. Đứng trước tình hình sản xuất lúa, cũng như một số cây trồng chủ lực có giá trị xuất khẩu, trước áp lực của việc gia tăng chi phí đầu vào, các ngành chuyên môn, đặc biệt là ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Long An, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân, áp dụng cùng lúc nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất chi phí đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu để sản xuất có lãi. Từ năm 2016, tỉnh Long An đã sớm triển khai đề án quản lý dịch hại tổng hợp IBM trên cây lúa. Thực tế, trong giai đoạn áp dụng các biện pháp canh tác theo đề án IPM này, điều tâm đắc nhất của đông đảo nông dân là tuân thủ nguyên tắc 1,5 giảm. Đến nay, nguyên tắc này là bài học nằm lòng trong quy trình trồng lúa chất lượng cao của không ít người trồng lúa. Các biện pháp áp dụng trong IPM còn là cơ sở để phát triển các tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, kỹ thuật thăm canh lúa cải tiến SRI, gieo xạ né rầy, công nghệ sinh thái và canh tác theo hướng hữu cơ. IPM là chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nông dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Mặc dù chương trình IPM đã đạt được những kết quả khả quan, được nhiều địa phương đánh giá cao, nhưng đến nay, việc áp dụng chương trình IPM vào sản xuất vẫn còn những khó khăn như chưa phổ cập được trên diện rộng như mong đợi. Nhiều giảng viên IPM trong ngành ở địa phương đã lớn tuổi. Chương trình áp dụng IPM trong giai đoạn đầu chỉ dừng lại ở mức giảm lượng giống trung bình 27 kg trên 1 hecta, giảm được 19,9 kg N trên 1 hecta, thuốc bảo vệ thực vật giảm 1 lần, năng suất tăng 100 kg trên 1 hecta, giảm giá thành 355 đồng 1 kg, nông dân tiết kiệm được 1.890.000 đồng về chi phí sản xuất. Do vậy, việc tiếp tục triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu đang là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn sản xuất này. Tỉnh Long An là địa phương đầu tiên thành lập trung tâm đào tạo giảng viên TOT, lớp huấn luyện nông dân FFS về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng hướng dẫn và huấn luyện nông dân ứng dụng chương trình IPM cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật, tuyên truyền huấn luyện cho nông dân kiến thức sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả, an toàn nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao về an toàn thực phẩm, đồng thời hạn chế được những rủi ro do thời tiết gây ra trong quá trình sản xuất, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tăng chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu thiệt hại do sinh vật gây hại cây trồng, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên đất nước trong sản xuất, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Quan trọng trong chương trình đào tạo là để bổ sung và hoàn thiện mạng lưới giảng viên IPM cấp tỉnh, huyện, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật, khả năng hướng dẫn và huấn luyện nông dân ứng dụng chương trình IPM trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của nông dân trong việc quản lý đồng ruộng, hướng đến nguyên tắc nông dân trở thành chuyên gia trên đồng ruộng thông qua các lớp tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Dù thời điểm cuối năm 2021 có nhiều áp lực do phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn sau nhiều tháng phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với vụ sản xuất đông xuân bắt đầu, nhưng học viên là những cán bộ kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật của chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng nông sản, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện đều phấn đấu tham gia đến lớp học IPM đầy đủ, nghiêm túc. Các học viên tiếp thu đầy đủ nội dung lý thuyết, làm cơ sở để ứng dụng thực tế trên ruộng lúa. Lớp huấn luyện nông dân áp dụng IPM trên cây lúa và tổ chức lớp học hiện trường Farm Field School, viết tắt là FFS, về IPM trên cây lúa cho nông dân, giúp học viên lớp đào tạo giảng viên IPM thực hành huấn luyện nông dân. Thông qua cái lớp đào tạo giảng viên IPM này thì tụi em sẽ được trang bị những kiến thức rất là cần thiết
để cho trong cái quá trình công tác sau này của mình. Giống như trước giờ á, là tụi em không có biết là cái quy trình IBM hay là những cái giải pháp kỹ thuật mà để canh tác trong IBM nó như thế nào. Thì thông qua cái lớp này là sẽ trang bị cho em cũng như các học viên trong lớp á, là những cái kiến thức để mà sau này mình về mình ứng dụng phục vụ trong công tác, rồi sau đó là chuyển giao cho bà con nông dân mình thực hiện các mô hình hay là thực hiện các chương trình trong cái thời gian tiếp theo. Thì qua cái lớp học đào tạo giảng viên IBM thì bổ sung thêm cho kiến thức của em bên cái ngành bảo vệ thực vật, để em biết thêm về cái quy trình sản xuất lúa trên áp dụng cái IBM, và biết thêm những cái biết rõ hơn những cái loại mà sâu bệnh trên lúa để hướng dẫn nông dân phòng trừ theo cái hướng sinh học á. Việc đào tạo của đề án chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM giai đoạn này theo mô hình học tập rất mới, lớp học trong 3 tháng theo chu kỳ của một vụ lúa, theo dõi thực hành từ khâu làm đất xuống giống đến khi thu hoạch. Đây là ruộng thực hành thí nghiệm và điều tra hệ sinh thái đồng ruộng tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An. Mỗi tuần vào sáng thứ năm, giảng viên cùng các nhóm của lớp đào tạo giảng viên TOT xuống các địa phương để triển khai đến các lớp huấn luyện nông dân FFS với các nội dung đã được hướng dẫn tại lớp. Như vậy, có hai lớp học cùng song hành trong khóa đào tạo lần này để hỗ trợ tương tác nhau nhằm giúp cho học viên là cán bộ kỹ thuật nắm vững kiến thức bài học và cùng đồng thời truyền đạt ngay cho những nông dân tham gia lớp huấn luyện IBM tại ruộng, cùng thực hiện chương trình IBM một cách cụ thể nhất, chính xác nhất và xử lý kịp thời dịch bệnh một cách sớm nhất. Với cách huấn luyện này đã đem đến kiến thức, kỹ năng chuyên môn như khái niệm và các nguyên tắc IBM, phương pháp điều tra và quản lý sâu bệnh hại, sinh lý cây lúa, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây, phân tích các sinh vật gây hại, sinh vật có ích và biện pháp quản lý phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra còn có kiến thức kỹ năng khác như kỹ năng hoạt động làm việc theo nhóm, kỹ năng điều tra đánh giá đồng ruộng, kỹ năng tổ chức hội thảo đầu bờ, kỹ năng tổ chức lớp học FFS, kỹ năng truyền thông tuyên truyền. Còn những học viên nông dân tham gia lớp học FFS, họ rất hăng say, nhiệt tình, vận dụng kinh nghiệm trồng lúa, tiếp thu nội dung rất tốt. Các giảng viên để họ chủ động tìm giải pháp xử lý dịch bệnh sau khi thăm đồng. Tại lớp học, các buổi thảo luận thuyết trình của học viên về phương pháp nuôi côn trùng, sinh thái học côn trùng, thực hành dinh dưỡng đất rất sôi nổi. Làm ruộng như vậy chứ chưa chắc là chúng ta nó hô nông dân nồi, chưa 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 cái kỹ thuật mới chúng ta bây giờ là sử dụng là phân sinh học nè, rồi sử dụng gì phân hữu cơ nè, chứ mình xài những phân hóa học với lại thuốc hóa học riết rồi đất đai này nó cằn cỗi vô đó. Mà tôi đi học này chẳng những để nói chuyện là vận động cho bà con chúng ta là sản xuất theo cái hướng dẫn của các nhà khoa học, mà nhất là ngay bây giờ là cái yếu điểm nhất của người nông dân á, bây giờ còn là xã quá dày. Như cái thớt bên đây này của IBM như vậy là một công á là người ta sử dụng có 10 ký rồi, còn bên kia 17 ký. Vậy thì cái dàn lúa nó phát triển nhau nó sẽ khác. Bên đây thì ít phân hơn, có rải phân hữu cơ lót, lúa nở mạnh, bề cao cây nó cũng cao hơn của bên kia nè, nó khác. Khuyến khích bà con chúng ta nên làm theo cái hình thức mới đi. Tôi được cái tham gia cái lớp tập huấn này rất là tốt, bởi vì tôi cũng tham gia nhiều lớp rồi mà nhưng thực tế ra chỉ đi trên bờ là với nghe lý thuyết ở trong nhà thôi, còn cái này chúng tôi đã thực hành từ hồi cây lúa mới rải cho tới là bữa nay là lúa là 46-47 ngày vậy. Nó thành ra là thấy là như là làm theo cái cách mà của cán bộ IBM bên nông nghiệp này là dạy cho chúng tôi làm là sát, là tôi rất cảm ơn. Một số học viên sau hơn 2 tháng tham gia học chương trình IBM trên cây lúa được các giảng viên tận tình hướng dẫn đã rất tâm đắc về cách xử lý đất bằng việc trải phân lót trước khi xạ giống hoặc cấy. Cái chương trình hiện nay nó phát triển hay hơn và có nhiều cái nét đặc biệt hơn cái chương trình IBM trước đây. Thì cái hay nhất là cái chương trình mà rải phân lót. Cái phân lót này là rải cái phân hữu cơ để cho cây lúa nó phát triển mạnh lúc ban đầu, thì nó sẽ có cái sức khỏe, nó đề kháng, nó lướt được những cái con côn trùng điển hình như cái con bọ trĩ. Ngay đầu vụ thì cái con bọ trĩ thì cái cây lúa chương trình IBM nó sẽ lướt được vì nó có sức khỏe.
thì cái mình thấy là nó cái cây lúa nó sẽ đạt hơn. Qua 2 tháng thực hiện lớp IBM ở đây thì em thấy là ban đầu thì người dân còn do dự tham gia lớp, do chưa biết là cái nội dung lớp là như thế nào, cũng như là yêu cầu đặt ra người dân. Nhưng mà khi biết là cán bộ nông nghiệp hướng dẫn những cái kỹ thuật để nông dân áp dụng tốt về quy trình canh tác lúa IBM, quản lý dịch hại tổng hợp, thì nông dân mạnh dạn hơn, và trong lớp thì họ cũng năng nổ là nhiệt tình về phát biểu ý kiến về cái kinh nghiệm trồng lúa, cũng như là nhận thức được các nội dung cán bộ hướng dẫn trao đổi rất là nhiệt tình. Sau gần 20 năm khi có chương trình học IBM, lớp học mới với rất nhiều kiến thức hiện đại, xác thực trên ruộng đồng, phù hợp với yêu cầu của ngành nông nghiệp xuất khẩu. Do vậy, sự cập nhật những kiến thức hữu ích này sẽ góp phần rất lớn cho người trồng lúa trong tỉnh có tích lũy trong điều kiện biến đổi khí hậu khó lường, cũng như sự biến động về giá vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật hiện nay. So với trước đây thì cái IBM hiện nay thì có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng nó cũng trên cái nền cơ bản là khuyến khích nông dân là giảm cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng khi mà nó không thật sự cần thiết lắm, để mà đảm bảo được là cái chất lượng sản phẩm chúng ta là không có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhằm mục tiêu cho cái việc mà xuất khẩu cái gạo ra các cái thị trường khó tính. Bởi vì hiện nay thì các thị trường người ta đòi hỏi cái chất lượng gạo rất là cao, trong đó thì cái điều quan trọng nhất là về cái dư lượng của cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì trong cái lớp học này thì chúng tôi đã bố trí nhiều cái nghiên cứu ở thực tế trên đồng ruộng. Thí dụ như là giảm cái mật độ xạ, thì từ cái cơ sở là giảm cái mật độ xạ đưa đến là chúng ta sẽ giảm tối đa cái việc mà sử dụng thuốc trừ sâu, cũng như là các cái thí nghiệm nghiên cứu đồng ruộng khác. Thì sau khi mà học viên học tại cái hội lý thuyết trên hội trường thì hàng tuần đều có cái một cái bữa là đi xuống thực tế để huấn luyện cho nông dân ở các cái địa phương trên địa bàn của tỉnh Long An, và sau này thì cái lực lượng học ở đây sẽ về địa phương để tiếp tục là nhân rộng cái các cái lớp IBM ở các cái huyện. Những kiến thức của chương trình IBM sẽ là hành trang cho cán bộ kỹ thuật thuộc các trung tâm, phòng nông nghiệp trong tỉnh trở về địa phương, thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, huấn luyện cho nông dân kiến thức sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả, an toàn, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tăng chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái.